Xin chào các bạn, mình là Săn Chuyện Review đây. Hôm nay mời các bạn cùng mình xem bộ truyện mới có tên là Tiên Tử Tha Mạng. Bắt đầu câu chuyện là phải kể lại chuyện của 10 năm về trước. Có một mỹ nữ áo đen đang ngồi chống cằm mà than thở. Ôi, vừa được gả qua đây thì trưởng phu đã chết rồi. Những ngày tháng sau này quả phụ biết phải làm sao đây. Lại thêm một mỹ nữ nữa khoanh tay nâng hai quả tạ to đùng lên mà nói. Chuyện đã như thế, vẫn nên nhìn vào hướng tích cực mà sống thôi. Nếu không phải tiểu thúc tự hủy đan điền để bảo vệ gia đình. E là chúng ta cũng xong luôn rồi, thêm một mỹ nữ tóc trắng mắt hồng cũng đồng tình đúng vậy tiểu thúc hy sinh để cứu chúng ta là anh hùng của chúng ta bỗng nhiên một mỹ nữ tóc nâu khác lại kêu lên các ngươi mau xem này tiểu thúc tỉnh lại không sai tiểu thúc mà bọn họ nói chính là tôi chuyện là thế này năm đó chín vị đại đệ tử của kiếm tiên tông kết hôn cùng một ngày tại đế thích thiên trong kiếm tiên tông như lại gặp phải huyết ma lão tổ tập kích tông chủ của kiếm tiên tông và chín đại đệ tử đều chết hết cả chính tông chỉ còn thừa lại con mèo duy nhất lúc sắp bị đoàn diệt tôi đã xuyên qua khi tia xét kinh hoàng lóe lên làm cho huyết ma lão tổ bị xét đánh và nhờ lần xuyên qua đó tôi đã trở thành đệ tử chính quy của kiếm tiên tông tên là diệp huyền nhưng tôi đã nhận được tin giữ từ các tỷ tỷ người tỷ áo cam có hai quả núi khổng lồ lên tiếng tiểu thúc có chuyện phải nói với ngươi linh căn của ngươi bị thiên lôi đánh mất rồi cô tỷ tóc hồng áo xanh kia thì lại an ủi không sao không sao cùng lắm thì chúng ta làm tỷ muội còn cô nàng áo đen có đôi mắt hồng thì lại có ý khác vậy sao được dù sao thì nam nhân cũng phải có dáng vẻ của nam nhân chứ. Người tỷ có đôi mắt màu xanh, mái tóc cam thì lại Trần An. Nếu không, vậy thì Lục tỷ sẽ tạo căn giả cho ngươi. Vô căn sao? Ngươi đã mất đi danh dự nên có của một nam nhân. Đừng làm ồn nữa. Đại tỷ đến rồi. Là một mỹ nhân xinh đẹp trông rất quyền lực. Bất ngờ nàng ta lại nói vô căn thì đã sao? Sau này đại tỷ sẽ che chở cho ngươi. Cứ như vậy, tôi có được chín bát cơm mềm, toàn cực phẩm. Chuyển cảnh, mở khóa ngoài ý muốn rồi hệ thống. Có hy vọng sinh căn hệ thống lại hiển thị kiểm tra ký chủ vô dụng chấm công 10 năm tất có nhân quả thế nên tôi đã dấn thân vào con đường sinh căn 10 năm chấm công thành công chấm công thành công chấm công thành công cứ thế thời gian trôi qua chuyển cảnh 10 năm sau Diệp Huyền đang ngồi tu luyện anh ta ngồi thuyền trên một đỉnh núi phía dưới có người trông thấy thì bàn tán nhìn kìa tiểu sư thúc lại đang tu luyện người khác lại bảo nói dốc ít thôi tên phế vật đó linh căn đã bị phá hủy tất cả đều dựa vào sự nịnh nọt với chín tẩu tử mà sống qua ngày vậy cũng xứng được gọi là sư thúc sao người khác liền nhắc nhở xin nói nhỏ thôi nếu bị trưởng môn nghe thấy sẽ khiến cho người bị khốn đốn đấy về phần diệp huyền bảng hệ thống lại chấm công thành công ký chủ liên tiếp chấm công thành công 10 năm kích hoạt thành công hệ thống tuyển chọn thần cấp anh ta nói trong sự xúc động xong rồi cuối cùng ta cũng kiên trì được 10 năm anh ta đang vui mừng trông chờ có được ngày này đến đi hãy để cho bàn tay vàng và phúc lợi đến nhanh hơn nữa đi diệp huyền đang háo hức để được nhận thử thách và phần thưởng từ hệ thống hệ thống hiển thị kiểm tra thấy nam cung chiếu được kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên nhiệm vụ ngẫu nhiên này có hai cái để lựa chọn một là cầm thú ơi là cầm thú tức là ôm lấy nam cung chiếu được ban thưởng linh căn hai là không bằng cầm thú không làm gì hết đóng hệ thống vĩnh viễn sau khi nhận được nhiệm vụ thì diệp huyền vô cùng tức giận anh ta liền chửi hệ thống cho má gì đây ỷ mạnh hiếp yếu à đây là nhiệm vụ vô thời hạn gì đây niềm vui bất ngờ của tao đâu bàn tay vàng của tao đâu đang bực tức bỗng có người đến tiểu thúc lại đang luyện tập à hóa ra là đại tỷ nam cung chiếu trưởng ôn đương nhiệm kiếm tiên tông khi vừa trông thấy đại tỷ tới anh ta thẩm nghĩ á à đù đại tỷ xinh đẹp quá anh ta liền đổi ý hệ thống kèo thơm rồi ta nhận nhiệm vụ này đại tỷ thấy anh ta đang nói chuyện một mình liền nháo cảm anh ta mà nói một mình ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế anh ta đột nhiên có ý đồ nên nói thầm đại tỷ có lỗi với người rồi so với không bằng cầm thú vô căn mình thà là làm một cầm thú có căn anh ta giả vờ ôm chán tránh né đại tỷ ra rồi nói đại tỷ ta giác ngộ rồi sau này tỷ không cần phải bảo vệ ta nữa bọn họ nói rất đúng ta chỉ là một tên phế vật vô căn sẽ chỉ làm liên lụy đến các tỷ tỷ đại tỷ lo lắng nên muốn an ủi anh ta diệp huyền tại sao ngươi lại nói những điều như thế đại tỷ không cho phép ngươi hạ thấp bản thân mình những tên ngu ngốc đó không biết gì hết khi đó nếu không phải ngươi dũng cảm quên mình anh ta ra vẻ đáng thương liền chen ngang không phế vật chính là phế vật tu hành cũng vô vọng ta không còn mặt mũi nào đối diện với thế giới này nữa anh ta đang khóc và thầm nghĩ truy cầu phú quý trong hiểm nghèo nếu muốn được đại tỷ chủ động ôm mình thì chỉ có thể làm bất cứ giá nào anh ta đang đứng sát vách núi và có ý định làm liều đại tỷ tỷ tốt với ta ta chỉ có thể để kiếp sau báo đáp anh ta nhảy xuống vực sâu trước sự kinh ngạc của đại tỷ diệp huyền đừng mà thế là cô ta đã nhảy theo đưa tay ôm lấy diệp huyền cuối cùng anh ta cũng thành công được đại tỷ ôm vào lòng đồ ngốc chúng ta nương tựa lẫn nhau đại tỷ không cho người chết ư ừ, đại tỷ và anh ta vui vẻ nói thầm, "Ôi re, thành công rồi. Vãi cực phẩm, chuyện này ai mà chịu nổi." Hệ thống có thông báo. "Chúc mừng ký chủ bước đầu hoàn thành tuyển chọn thần cấp ban thưởng một miếng phế linh căn. Nên linh căn sẽ tùy theo thời gian ký chủ ôm lấy nam cung chiếu mà tiếp tục tiến hóa thăng cấp." Đến đây anh ta cảm thấy hứng khởi. "Ngon, ông đây có căn rồi, từ từ, là phế linh căn sao?" Sau đó anh ta nhìn kỹ lại thì, "Vãi trưởng, đây mẹ nó linh căn ở đâu ra? Rõ ràng là một nhánh hoa châm thôi mà." "Ồ, lại có thanh thời gian sau hóa ra là ôm càng lâu thì hoa sẽ càng lớn được thôi vậy là anh ta tiếp tục giả vừa nói tỷ tỷ ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa wow thật sự là thanh thời gian đang tăng lên nhanh chóng ở một diễn biến khác tại kiếm tiên tông kiếm bình phong các đệ tử ngoại môn đang tụ tập bàn tán khi thấy sư phụ mình đang đứng nhìn cảnh diệp huyền và tỷ tỷ ôm nhau sư tôn người đang nhìn cái gì thế có người lại nhìn theo và bảo trời ơi kia là trưởng môn và tên phế vật sao người khác lại nói thêm thúc tẩu mà lại ôm nhau không có chừng mực đường đường là trưởng môn của kiếm tiên tông thượng cổ sao lại có thể để xảy ra tai tiếng như này lại có người chen vào đám rác rưởi nội môn thật lạ quá quát bỗng nhiên có một đệ tử tiến lại gần nói với sư phụ mình sư tôn người đeo đuổi nam cung chiếu bao nhiêu lâu rồi cô ta cũng không thèm để ý đến người cô ta đang ngang nhiên vả và vào mặt người đó ông ta khi nghe đệ tử nói xong liền tức tối diệp huyền nam cung chiếu đôi cầu nam nữ ta nhất định phải phế chốt nam cung chiếu giết chết diệp huyền dễ có thể trông coi kiếm tiên tông ông ta chính là trưởng lão ngoại môn tên vũ văn cập chuyển cảnh quay lại cảnh đại tỷ ôm diệp huyền khi cứu cậu ta cô ta bỗng dưng có cảm giác nóng chảy nên đã nói thầm tên tiểu tử này sao đan điền lại nóng thế này cảm giác như có từng trận sóng gợn như đang đánh vào đạo cung của ta thật khó chịu diệp huyền khi thấy thanh thời gian đã đầy anh ta thầm phấn khởi to 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 rồi lúc này nhận thông báo của hệ thống chúc mừng ngài ra tuyển chọn thần cấp phần thưởng là linh căn biến hóa thành thiên đạo linh căn trí cương trí dương trong truyền thuyết huyền dương long căn sau khi sở hữu linh căn này ngài sẽ có khả năng hấp thụ linh khí của trời đất có bắt đầu hay không nhắc nhở rằng huyền dương long căn là thiên đạo linh căn tốc độ hấp thụ linh khí là gấp vạn lần với linh căn khác xin hãy lựa chọn cẩn thận nghe xong anh ta không tin được là thiên đạo linh căn mình lại có thể có được thiên đạo linh căn sao vậy là anh ta lựa chọn bắt đầu vào lúc này đại tỷ vô cùng khó chịu mà nói không được rồi trên người ngươi có đồ gì mà sao lại nóng đến mức này đừng đụng vào ta ta không chịu nổi nói xong cô ta có ý muốn đẩy diệp huyền ra anh ta vì quá bất ngờ nên không có sự chuẩn bị á à đại tỷ tỷ sao thế bình tĩnh một chút hai người đã mất kiểm soát vì thế cả hai đã cùng nhau rớt xuống đất vì đang bị nóng cùng với việc khi rớt xuống diệp huyền lại nằm đè lên người nên đại tỷ càng khó chịu hơn cô ta hét lên ta không chịu nổi nữa rồi ta muốn đột phá và thế là một luồng linh khí mạnh mẽ thoát ra đỏ rực cả một gốc trời lại hình thành giống như một con chim phượng hoàng. Ngay lúc này, những đệ tử ngoại môn lại trông thấy và liền bàn luận. Vị đạo hữu nào đã đột phá rồi, khí tức này. Mạnh quá, người khác nói thêm, đây là cửu thiên huyền phụng linh căn. Chính là trưởng môn nam cung chiếu, thêm người nữa lại lo lắng. Tiêu rồi, trưởng lão Vũ Văn Cập lại sắp nổi giận rồi. Còn về ông lão Vũ Văn Cập khi thấy nguồn linh khí đó cũng ngạc nhiên. Nam cung chiếu đột phá nguyên anh đỉnh phong, sao lại có thể? Linh căn của cô ta vốn là nghịch thiên, lần này lại đột phá. Như thế sẽ không có một ngoại môn nào là đối thủ của cô ta. Thế là ông ta có ngay ý đồ xấu xa. Không được, ta phải động thủ ngay lập tức. Cô ta chỉ là một nữ nhân, nếu như không đánh được, ta sẽ làm hư hại danh tiếng của cô ta. Để ta xem, cô ta có thể ngồi vững chức trưởng môn như thế nào. Chuyển cảnh, Diệp Huyền đang vui vẻ hào hứng. Chí tôn thiên đạo Linh Căn. Cực phẩm Linh Căn là chú củ cải dài 25cm. Được nha, được nha. So với bảo đao của mình thì đúng là ngang tài ngang sức mà mình lại còn có thể giúp cho đại tỷ đột phá ngay lập tức nữa chứ tiếc là cô ấy phải bế quan chỉnh cố linh căn ngay lập tức bằng không thì sợ là phải ôm mình không buông tay rồi nếu như mà để cho các tỷ tỷ khác biết được ta vẫn còn có công đụng tuyệt vời này quả là lợi hại mà nghe được những lời này thì đột nhiên có một con ếch tinh xuất hiện gì đúng là hiểu biết nông cạn nghe có người đang nói về mình diệp huyền liền ngạc nhiên hỏi là ai đang nói bước ra đây mau ta ở đây thật là suối quẩy khi ký chủ mới lại là một kẻ háo sắc hóa ra là một cô gái xuất hiện cô ta xinh đẹp trong trang phục mát mẻ đầy quyến rủ diệp huyền đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì cô ta lại nói tiếp ta chính là người quản lý của hệ thống tuyển chọn thần cấp linh thần ngươi có thể gọi ta là linh nhi diệp huyền đứng hình mất hai giây vì đang nghĩ thầm thật không ngờ nhân viên quản lý hệ thống lại là một mỹ nhân chính là khuôn mặt quá mỹ vị này cô nàng nói thêm ngoài ra bây giờ ngươi chỉ là đúng lúc khởi động hệ thống hiện tại cần phải xác nhận xem ngươi có muốn liên kết hay không anh ta bắt đầu bằng những câu hỏi vậy thì ngươi hãy giải thích cho ta gì hệ thống tuyển chọn thần cấp này rốt cuộc là cái gì chuyện này nói ra thì dài lắm và thế cô ta cũng giải thích cho diệp huyền hiểu hệ thống tuyển chọn thần cấp ra đời từ thổi hồng hoang đến nay đã lưu truyền từ hàng tỷ năm không có ai biết được nguồn gốc của hệ thống tới nay cũng đã từng có vô số ký chủ có người nhờ vào sự giúp đỡ của hệ thống mà trở thành tiên đế lập quốc trí cao vô thượng và cũng có người trở thành đại la kim tiên bá chủ phi thăng cũng có người trở thành chiến thần vô song sát biến thiên hạ có thể nói mỗi một người đều là tuyệt thế đại năng của danh động tiên giới nhưng cuối cùng bọn họ cũng đều đã lựa chọn sai lầm thân tử đạo tiêu mỗi một lần bảng hệ thống đều sẽ cho người hai sự lựa chọn một là tham sống sợ chết còn một là rủi ro cao thuận lợi cao nhưng mà nhiệm vụ được phát hành sẽ càng ngày càng gian xảo càng ngày càng khó hơn được gọi là tuyển chọn thần cấp đó chính là một cái sống một cái chết một bước lên tiên nhưng cũng có thể mít bước xuống thẳng địa ngục sửa khi đã lựa chọn thì nhất định phải hoàn thành nếu không thì sẽ lập tức tan thành cho bụi nói tóm lại cô ấy chỉ hỏi một câu là bản lĩnh của ngươi vậy ngươi có dám liên kết không anh đang đang suy ngẫm tuyển chọn thần trí ư không sống thì cũng sẽ chết nghe có vẻ như khá là nguy hiểm đấy nhưng đây mới là được thôi sống hai cuộc đời mình đã chịu đủ sự khinh thường rồi rủi ro tử vong cũng không có gì để sợ nữa mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn và rồi anh ta đưa ra câu trả lời đó là sẽ liên kết sống chết không hối tiếc hệ thống linh nhi liền nói hừ nhưng ta cũng mong ngươi có thể sống lâu một chút sau cùng ta khuyên ngươi một câu ba giới đại năng cũng đang tìm kiếm ngươi và hệ thống đừng tiết lộ sự tồn tại của chúng ta với bất cứ ai bằng không ngươi sẽ gặp tai họa thảm khốc và thế hệ thống chính thức thông báo ký chủ đã liên kết với hệ thống giờ đây anh ta háo hức tốt quá rồi con đường tu sĩ của mình trở nên chính thức rồi khoản khoan đã anh ta chợt nhận ra thông báo của hệ thống trí tôn thiên đạo linh căn là từ linh hồn thượng cổ tổ long hóa thành tốc độ tu luyện vượt xa linh căn thông thường huyền dương linh căn phải đông tu nâng cao với huyền ấm linh căn nếu không sẽ nguy hiểm bạo thể anh ta chợt nhớ ra huyền âm linh căn chín vị sư tỷ của ta hình như thuộc tính này vậy chẳng phải sau này hê 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 nói tới đây anh ta đỏ mặt có ý đồ mà cười gian xảo ta đã cố gắng 10 năm rồi cuối cùng cũng có thể bước vào con đường tu tiên giờ là lúc ta phải thử xem thể chất tiến hóa được bao nhiêu rồi anh ta bắt đầu thi pháp có luồn linh khí phát ra sau đó anh ta từ từ nhắc chân bay khỏi mặt đất qua quào, quào một bước cao 3 mét và cứ thế, anh ta bay lượn trên bầu trời. Vui mừng anh ta nói, thì ra sở hữu linh nguyên lực là loại cảm giác này. Thật lạ vui sướng ha ha ha. Đang vui vẻ đột nhiên anh ta nghe có người gọi mình. Tiểu Thúc làm gì vậy? Từ xa đã nghe được tiếng ngươi cười rồi. Hóa ra là nhị tỷ. Anh ta kinh ngạc không biết phải làm gì. Cô ta lại nói thêm, có chuyện gì đáng để vui vẻ như thế sao? Cô ta chính là nhị trưởng lão kiếm tiên tông, tên là Hoàng Nguyệt Dung. Hai người vẫn đang trong tư thế bay lượn trên thanh kiếm được nhị tỷ đi tới. Giờ anh ta mới lên tiếng hỏi, "Nhị tỷ, sao tỷ lại đến đây?" Nhìn anh ta mà nhị tỷ lại nghĩ thầm, "Sao ta có cảm giác hôm nay tiểu thúc không giống với thường ngày." Bỏ qua, cô ta nói, "Do đại tỷ gấp gáp bế quan nên dặn dò ta đưa ngươi đi Lĩnh Linh Thạch Đan dược. Cũng vừa hay, hôm nay tông môn sẽ cấp cho tài nguyên tu luyện." Nghe vậy, anh ta càng phấn khích hơn, "Được nha, đúng lúc cần thiết phải dùng đến. Vẫn là các tỷ tỷ tốt với ta." Chuyển cảnh các đệ tử ngoại môn đều mặc áo trắng bọn chúng tụ tập lại xì xào tám chuyện này mọi người có nghe gì chưa nam cung trưởng môn vậy mà lại ôm tên phế vật diệp huyền bay trên trời kích động quá đi người khác thì lại thắc mắc không tin là thật cái gì nam cung trưởng môn là nữ thần được công nhận có biết bao nhiêu đạo nhân ước mong được cùng nàng kết thành đạo lữ sao có thể làm như vậy với tên diệp huyền kia tên phế vật diệp huyền đời nào mà tu được phúc khí đó vừa trông thấy diệp huyền có người vội nhắc nhỡ xịt nói nhỏ thôi bọn họ tới rồi kìa khi đến nơi nhị tỷ hoàng nguyệt dung và diệp huyền được đệ tử nói môn chào đón chào nhị trưởng lão diệp sư thúc đến để nhận linh thạch không cần xếp hàng mời đi theo ta nhị tỷ liền bảo làm phiên rồi mọi người chuẩn bị đi thì có người ngăn cản khoang đã chỗ linh thạch đan dược này đều là dùng để tu luyện hắn ta chỉ là một tên phế vật không có chút linh căn nào mà phải cấp cho hắn thì chẳng phải là vô duyên vô cớ làm lãng phí tài nguyên của tông môn sao trông thấy người đang nói diệp huyền liền nhớ lại ma nói thầm vũ văn bá lại là tên tiểu tử này tu tiên thực lực phi tôn trước đây mình người phàm mắt thịt tự do hưởng thụ chỉ tiêu của đệ tử nội môn chính quy tiềm lực còn không bằng cả đệ tử mới hắn ta cũng sỉ nhục mình không ít nhị tỷ liền đứng ra bên vực vũ văn bá diệp huyền là đệ tử chính quy duy nhất của kiếm tiên tông luận về thân phận là sư thúc của ngươi vậy mà ngươi còn dám nói năng không lễ độ nhục mạ tôn trưởng người đâu mau đưa hắn đi gặp chấp cháp trưởng lão hắn ta bị bắt đi mà vẫn ngoan cố chửi lại ta khinh diệp huyền ngươi là đồ con rùa rụt cổ ăn cơm mềm chỉ biết trốn dưới váy của nữ nhân mà làm oai làm phúc nếu như ngươi là một nam nhân chân chính thì hãy ra giao đấu với lão tử đi diệp huyền lúc này nóng đỏ mặt xịt khói lỗ mũi đâu sao ta à, mẹ nó bất chợt hệ thống có thông báo nhiệm vụ ngẫu nhiên một điều a làm nam nhân chân chính quyết đấu với vũ văn bá phần thưởng là một miếng bảo vật tiên phẩm hiếm có điều b tiếp tục làm con rùa rụt cổ phần thưởng là mọc ra một lớp mai rùa không có cách nào bỏ đi được nhiệm vụ ngẫu nhiên 2. điều a nhìn thấy yếm ngực của hoàng nguyệt dung ban thưởng đại lực hoàn điều b không còn cách nào khác mặc kệ giảm đi một nửa số huynh đệ tốt xem xong anh ta thầm trách mọc ra mai rùa ư giảm bớt huynh đệ tốt ác ý của hệ thống chó này lớn quá vẫn còn nhiệm vụ số 2 là cái quái gì hai cuộc đời của mình vẫn chưa từng nhìn thấy yếm ngực nhưng mà giữa nhiệm vụ ngẫu nhiên một quyết đấu với vũ văn bá phần thưởng là một miếng bảo vật tiên phẩm hiếm có và nhiệm vụ ngẫu nhiên hai nhìn yếm ngực của hoàng nguyệt dung phần thưởng là đại lực hoàn sao thấy giữa hai nhiệm vụ này có điều gì đó mà hệ thống đang che giấu sau đó anh ta liền xoa xoa hai bàn tay của mình mà nói biên thái quá mà ta thích suy tính xong xuôi anh ta liền nói với sư tỷ của mình nhị tỷ tỷ đừng xen vào nữa chuyện của ta cứ để ta giải quyết ta sẽ khiến cho bọn chúng quỳ xuống gọi ta một tiếng cha thế là anh ta tiến lại nói với vũ văn bá không phải là ngươi nói ta không cảm biến được linh thạch sao chi bằng chúng ta đấu một trận thì thế nào ngươi và ta chia nhau ra dấu linh thạch ở hai nơi khác nhau trong kiếm tiên tông nhưng nếu ta tìm thấy trước ngươi thì ngươi sẽ bị ta tùy ý xử lý vũ văn bá không suy nghĩ mà cứ thế đồng ý được thôi đấu thì đấu vậy nếu ta tìm thấy trước ngươi thì sao diệp huyền tự tin mà nói vậy thì ta sẽ tự mình xin rời khỏi tông môn vĩnh viễn không bao giờ bước vào đế thích thiên nữa nghe nói vậy nhị tỷ không khỏi lo lắng diệp huyền ngươi khó tránh thế nhưng vũ văn bá lại phì cười ha 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 là ngươi nói đó nghe bây giờ chúng ta lập tức bắt đầu thi đấu đám đệ tử ngoại môn lại xôn xao lên lần này để ta xem xem tên phế vật diệp huyền kia cùng lên như nào tên khác hùa theo đúng vậy cuối cùng cũng có thể đá hắn ra khỏi tông môn vũ văn trưởng lão nhất định sẽ thưởng cho sư huynh lại có người ra rẻ chẹp thưởng gì mà thưởng tất cả là vì ngoại môn chúng ta bên đây hoàng nguyệt dung cũng đang hoang mang diệp huyền sao ngươi lại có thể hẹn đấu trước đám đông như thế ngộ nhỡ anh ta liền chen vào trấn an nhị tỷ xin đừng quá lo lắng ta có cách, chẳng qua chỉ là cần tỷ giúp ta. Sau đó anh ta liền ghé tại nói nhỏ, nhị tỷ làm thế này nè. Không biết Diệp Huyền nói gì mà cô tỷ tỷ kinh ngạc phải thốt lên. Hả? Hệ thống có thông báo, nhiệm vụ ngẫu nhiên 2 đã hoàn thành. Ban thưởng đại lực hoàn, có thể dùng một chiêu để đánh chết tu sĩ trúc cơ trở xuống. Chỉ có thể dùng một lần. Anh ta háo hức nói, tiểu tử Vũ Văn, ngươi đã giấu xong chưa thế, nếu giấu xong rồi thì mau bắt đầu thôi anh ta thì đang vui sướng nhưng nào biết nhị tỷ đang ôm hai cái bánh bao của mình mà ngại ngùng vũ văn bá cũng cao ngạo không kém đã là phế vật rồi mà còn dám làm ầm ĩ bắt đầu thì bắt đầu thế là hai người điêu đang thi triển năng lực của mình lạ thay vũ văn bá đang ra sức cảm biến dường như không có kết quả mặt hắn ta đã đỏ bừng lên chắc vì dùng quá sức lực anh ta bắt đầu đổ mồ hôi sao lại có thể chứ tên phế vật này giấu ở đâu rồi sao ta không cảm biến được diệp huyền lúc này được dịp mà lên giọng cảm biến không được là do ngươi không có bản lĩnh vậy thì đừng trách ra đây tìm ra trước nhé gương mặt mờ ám của anh ta từ từ bước đến gần vũ văn bá làm cho hắn hoang mang mồ hôi ra như tắm anh tài bắt đầu giơ hai tay lên ngươi nói xem nam nhân bình thường ai lại có thể nghĩ ra là giấu ở trong quần lót chứ bất chợt anh ta kéo quần của vũ văn bá ra mà nói a thì ra là quần lót gà nhỏ gà nhỏ vậy sao chẳng trách có khuynh hướng chống đối với xã hội mạnh như vậy anh ta cầm linh thạch trên tay rồi bảo ta thắng rồi ngươi đã phục chưa vũ văn bá tức tối xịt khói đầu lấy hai tay che chỗ ấy lại mà quát nói láo lầm thế nào mà ngươi tìm ra được còn nữa ngươi giấu linh thạch ở đâu hả tại sao ta không cảm biến được anh ta nghiêm túc bảo đương nhiên là ở một nơi đức cao vọng trọng rồi hắn ta không chịu thừa nhận là mình đã thua điên tiết hắn ta gào thét gian lận ngươi không thể cảm biến được linh thạch nhất định là gian lận nói đi có phải là nhị trưởng lão giúp ngươi không tiểu tử nhà ngươi luôn luôn nịnh nọt không chỉ là nhị trưởng lão cả cảnh ngươi và trưởng môn ôm ôm ấp ấp nhau mọi người cũng nhìn thấy hết rồi nhị trưởng lão liền tức giận mà quát mắng im miệng vũ văn bá ngươi thật to gan lại dám bất kính lan truyền tin đồn về trưởng môn hắn ta liền cãi lại nhị trưởng lão ít khi lấp liếm cho bọn họ vừa rồi mọi người đều đã nhìn thấy tên tiểu tử diệp huyền ôm ôm ấp ấp nô đùa cùng trưởng môn ở trên trời đây là muốn hủy hoại danh tiếng nghìn đời của tông môn chúng ta trong chốc lát những tên khác cũng hưởng ứng theo đúng vậy sao dám làm mà không dám nhận thế vậy mà cũng không phạt kiếm tiên tông của chúng ta có còn vương pháp không nhìn xem bây giờ nội môn nát thành cái gì rồi may mà ngoại môn chúng ta cũng còn có vũ văn cập trưởng lão gánh vác nhưng cũng còn có người nói tốt những tên hạ lưu ngoại môn kia nhất định là đang nói linh tinh tiểu sư thúc không phải là người như vậy nhưng cũng có người nửa tin nửa ngờ nhưng vừa rồi chính mắt ta cũng trông thấy tiểu sư thúc quả thật đáng ôm trưởng môn diệp huyền liền hỏi lại các ngươi nói xong rồi chứ vũ văn bá tiếp tục lại gần vừa nói vừa xỉ tay vào người diệp huyền này diệp huyền Ngươi chỉ là tên dựa vào sự che chở của nữ nhân thì có thể ăn sung mặc sướng, có được tài nguyên quý hiếm, điều đó không công bằng. Hôm nay ta sẽ thay mặt Đông Đảo các đệ tử ngoại môn thuyết pháp, đuổi ngươi ra khỏi Kiếm Tiên Tông, ủng hộ chính nghĩa." Diệp Huyền điên tiết liền đấm ta hắn ta một phát rồi bảo, "Mẹ nó mà, ủng hộ chính nghĩa hả? Tú Hoa Trầm, nhà ngươi, nửa nam nhân cũng không tính mà còn ở đó sứ giả chính nghĩa cái gì? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chính đạo đích quang." Anh ta lại nghĩ, nội ngoại môn Kiếm Tiên Tông vẫn luôn phân chia nghiêm trọng. Nhưng Vũ Văn Bá thân là một đệ tử bình thường, lại dám công khai làm nhục trưởng môn. Chuyện này nhất định không thể kìm nén được, người này phải chết. Vũ Văn Bá cũng tức tối mà thi triển năng lực, vừa tấn công vừa chửi. Đồ phế vật, mẹ nó, ngươi dám sỉ nhục ta, ông đây phải giết chết ngươi. Những tên đệ tử khác khi thấy hắn ta muốn giết Diệp Huyền liền hốt hoảng. Kia, mau ngăn hắn lại, đừng để hắn động thủ với sư thúc. Tên khác cũng khuyên ngăn. Á à đủ, Vũ Văn Bá, ngươi tỉnh táo lại đi. Diệp Huyền liên bảo hệ thống sử dụng đạo cụ đại lực hoàn khi vũ văn bá đứng trước mặt anh ta và muốn ra tay lúc này đây anh ta nhắm mắt thi triển năng lực một luồng linh khí bắt đầu tỏa ra sau đó anh ta chỉ việc mở mắt ra nhìn thẳng vào vũ văn bá nhẹ nhàng cung tay lại thành nấm đấm cứ thế đấm mạnh vào mặt của hắn ta một phát và một tiếng á hét lên thất thanh đây chính là như lai thần trưởng đại lực hoàn bản diệp huyền ra đòn dứt khoát khiến hắn ta bị đánh hất tung bật ngửa ra sau sau khi hắn ta đã nằm một chỗ diệp huyền xoay người đi vô tư thổi bàn tay vừa đấm hắn ta cũng ngay lúc này những tên đi đệ tử đi cùng liền chạy đến chỗ vũ văn bá để xem sao thấy không động đậy hắn ta liền đưa ngón tay lên mũi vũ văn bá và rồi hắn ta hốt hoảng vũ văn sư huynh huynh ấy không còn thở nữa rồi thấy vậy diệp huyền liền quay lại bảo kiếm tiên tông môn quy định kẻ nào làm nhục trưởng môn đều phải chết vừa nói anh ta vừa đi lại chỗ vũ văn bá dùng chân đạp lên mặt hắn ta trước sự ngỡ ngàng của các đệ tử khác chuyện ngày hôm nay là ta vô ý bị rơi xuống vách núi trưởng mới ẩn vì cứu ta nên mới có cảnh đó tiếp theo anh ta chỉ tay vào vũ văn bá như để dân đe nếu còn có ai dám bàn luận về chuyện này nữa thì lần tới sẽ là người đó những tên đệ tử ngoại môn tất cả đều im lặng chỉ biết đứng nhìn còn những đệ tử nội môn thì lại bảo thì ra là vậy ta đã nói trưởng môn của chúng ta và tám bị trưởng lão đều là người đức cao vọng trọng sao lại có thể làm ra những chuyện khiến cho tông môn hổ thẹn được người khác cũng nói thêm đúng vậy tiểu sư thúc giải thích rõ ràng là tốt rồi nhị trưởng lão tới đây đã lên tiếng được rồi dọn sạch chỗ này đi rồi giải tán giờ đây diệp huyền lại đang suy ngẫm vũ văn bá điên cuồng ngang ngược như vậy nhất định đằng sau có người chống lưng cho hắn có mưu đồ muốn chia rẽ triệt để kiếm tiên tông mình phải nhanh chóng nghĩ cách mới được nhị trưởng lão liền khen ngợi diệp huyền xem ra tiểu thúc đã trưởng thành thật rồi làm không tệ nghe tới đây anh ta mới giật mình nhớ ra chuyện lúc nãy nên cũng thầm nói ẹc nhị tỷ man vừa rồi của nhị tỷ thật ra là hóa ra lúc đó nhị trưởng lão đã cởi áo ngoài ra chỉ còn lại áo yếm ngực sau đó liền nhét linh thạch vào giữa hai cái bánh bao vừa trắng vừa ú anh ta thấy được cảnh này phải chảy cả nước dãi nhị trưởng lão phải hỏi lại khi thấy anh ta cứ đứng thẫn thờ tiểu thúc ngươi làm sao vậy anh ta không để ý tới nhị tỷ mà lấy tay thoa thoa mép mũi sau đó lại tưởng tượng anh ta đang cầm yếm ngực của nhị tỷ trên tay chân thì đang đạp lên người của vũ văn bá mà con nói yếm ngực uyên ương màu tím của nhị tỷ sẽ mãi mãi được khắc ghi trong trái tim của kẻ cuồng tín ta bất chợt lại có thông báo của hệ thống nhiệm vụ một đã hoàn thành Ban thưởng 10 miếng linh thạch cao cấp hiếm có. Vì do ký chủ đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, nên sẽ được mở khóa thêm phần thưởng đó là thượng cổ đoạn thế tiên phẩm, được gọi tắt là Cổ Long Hoàng cốt. Tổ Long Hoàng cốt sao? Là cái gì vậy?" Nhị trưởng lão liên tục kêu và lấy tay cô cô trước mặt anh ta. "Tiểu Huyền tử, ngươi đứng ngây ra đó làm gì?" Anh ta giật mình tỉnh lại. "Ơ, ừ, Nhị tỷ." Nhị tỷ khó hiểu với những gì anh ta vừa nói lúc nãy, nên liền hỏi. "Cùng tín cái gì, rồi hoàng cô, ngươi đang học thuộc lòng cái gì thế?" Anh ta liền bảo không có gì không có gì không phải chỉ là ta đang nghĩ nhị tỷ giúp ta lần này ta nên báo đáp tỷ như thế nào hay là tới đây anh ta có ý nghĩ xấu xa để ta giúp tỷ tỷ lấy linh thạch từ trong đây ra nhé vừa nói anh ta vừa đưa tay lên ngực của hoàng nguyệt dung tay anh ta vừa định đưa vào gần tới bất ngờ bị nhị tỷ giơ tay dọa đánh tiểu tử ngươi ngứa đòn rồi à muốn bị đánh sao anh ta liền chấp tay ra vẻ đáng thương nhị tỷ tha mạng ta thua rồi anh ta mắt nhắm mắt mở mà nghe nhị tỷ nói nếu thật sự muốn báo đáp ta, vậy thì nghe theo ta." Nghiêm túc cô ta nói, "Ngươi còn nhớ sự việc 10 năm trước không? Khi đó Ma Tôn lão tổ đến tập kích, sư phụ và các sư huynh của ngươi liều mạng chiến đấu. Bọn họ lên thủ tự hủy tu vi của mình để khởi động Hộ Sơn đại trận, mới có thể bảo vệ được Kiếm Tiên Tông. Nhưng vào 10 ngày trước, Hộ Sơn đại trận bị mít kẻ có tu vi rất mạnh oanh kích. Chúng ta đang nghi ngờ là Ma Tôn lão tổ đã quay lại báo thù. Bây giờ hắn, sợ là tu vi đã đạt đến Hóa Thần đỉnh phong. Cảnh giới so với đại tỷ còn cao hơn một bậc." khuôn mặt có chút bất an cô ta nói tiếp kiếm tiên tông sợ lại phải đón tiếp một trận ác chiến nữa rồi nếu ngươi có thể tu luyện thì nhanh chóng tu luyện ta định khai phóng trung nam huyền cảnh để thử luyện trước tới lúc đó ngươi cũng đi đến đây anh ta lại trông thấy nhị tỷ có chút buồn rầu thế là anh ta ôm cô vào lòng nhẹ giọng gọi cô nhị tỷ ta hiểu nổi khổ tâm của tỷ anh ta liền trấn an mười năm trước ta cũng có thể khiến cho hắn thiệt hại nghiêm trọng vậy nếu như con rùa đó còn dám tới đây ta sẽ giết chết hắn ngươi đừng quá lo lắng ngày nào ta còn ở đây nhất định sẽ bảo vệ các tỷ tỷ chu toàn nhị tỷ vừa xúc động vừa vui mừng ôm lấy anh ta chặt hơn tiểu tử ngươi đã trưởng thành thật rồi ngươi đã trở thành một nam tử hán biết bảo vệ nữ nhân rồi bất chợt từ xa có tiếng người thông báo nhị trưởng lão có chuyện không hay rồi nghe có người đến hai người vội vàng tách ra quay lưng lại với nhau lúc này đệ tử nội môn vào thưa chuyện vũ văn cập trưởng lão nói rằng có chuyện muốn tìm người cô ta lạnh lùng đáp biết rồi ta đi ngay đây diệp huyền lại có suy tính nghĩ Cầu tử vũ văn cập chắc không phải là vì biết chuyện của vũ văn bá nên muốn đến để kiếm chuyện đâu nhỉ chuyển cảnh tại sảnh nghị sự kiếm tiên tông vừa bước vào hoàng nguyệt dung đã thấy vũ văn cập ngồi đợi nên cô ta liền bảo vũ văn trưởng lão không biết gấp gáp tìm ta có chuyện gì nếu là vì chuyện của vũ bá ông ta liền chen ngang không đợi cho hoàng nguyệt dung nói hết câu không có không có là do ta dạy dỗ không đúng nên mới nung chiều tên nghiệp trường nó ta không có bất cứ dị nghị gì đối với cách xử lý của nhị trưởng lão hôm nay ta đến đây là vì muốn thương lượng với ngài chuyện khác cô ta lại nói ồ vậy trưởng lão nói nghe thử xem lúc này diệp huyền cũng đứng bên ngoài để nghe ngóng tình hình khi nghe ông ta nói có chuyện muốn hợp tác diệp huyền nghi ngờ và thầm suy ngẫm lão già này vẫn luôn đối đầu với nội môn với lại hôm nay đệ tử thân truyền của lão bị trôn vùi trong tay ta vậy mà lại không gây sự sao không giống với tác phong của lão ta khi hoàng nguyệt dung đã ngồi vào ghế xong xuôi lão ta liền nói ta thấy rằng ngũ tuyệt luận kiếm sắp đến vì để cho đệ tử của chúng ta được đứng ở vị trí thứ nhất tôi đề nghị kích hoạt trung nam huyền cảnh để đệ tử của chúng ta bước vào thử luyện không biết ý kiến của nhị trưởng lão thế nào cô ta như đang lo lắng điều gì nhưng rồi cũng nói không giấu gì trưởng lão ta cũng đang có ý định đó nghe cô ấy nói xong lão ta có vẻ như vừa lòng chấp tay tỏ vẻ kính trọng mà nói vậy thì xin nhờ nhị trưởng lão vất vả ta sẽ đợi tin tốt lành hoàng nguyệt dung lặng lẽ cúi đầu chỉ ứng một tie không nói gì thêm còn lão già vũ văn cập lại đang có mưu đồ vừa uống trà lão ta vừa tính kế diệp huyền ơi là diệp huyền cho dù ngươi có hồi phục linh căn thì đã làm sao hôm nay ngươi giết chết đồ đệ của ta chặn đường của trưởng môn ta khuôn mặt gian ác cùng với ánh mắt sắc bén lão ta nghĩ tiếp ta sẽ để cho các ngươi vào trung nam huyền cảnh rồi thì sẽ có đi mà không có về diệp huyền đang ở bên ngoài thấy không có gì diệp huyền lại nghĩ nếu tạm thời chưa có động tĩnh gì thì cứ để hắn tự mình lộ ra sơ hở đi mình phải mau đi làm vài chuyện chính trước đã nghĩ xong anh ta liền gọi cô nàng hệ thống Linh Nhi, ngươi ra đây đi. Cô nàng xuất hiện với khuôn mặt giống như bị buồn ngủ, đôi mắt nhắm chặt. Tìm ta có chuyện gì? Thế nhưng cô ta lại đang ngồi trên đầu của Diệp Huyền. Thấy vậy, anh ta liền nói: Ngươi thật biết cách chọn chỗ đấy. Ngươi nói cho ta biết tổ Long Hoàng Cốt kia, rốt cuộc là cái gì? Linh Nhi liền trả lời: Hệ thống đã không nói, vậy thì không có gì để nói cả. Ta chỉ có thể nói với ngươi, đó là một bảo vật tiên gia. Có muốn hấp thu hay không, thì phải trông vào ngươi rồi. Anh ta lại lẩm bẩm: Là bảo vật tiên gia sao? nhưng rồi anh ta chợt nhớ ra đúng rồi trong 9 tỷ tỷ kia của chúng ta bát tỷ là đến từ thanh châu hồ tộc trên tiên giới không bằng mời tỷ ấy đến xem giúp ta nhỉ chuyển cảnh vào buổi đêm diệp huyền đến gõ cửa tìm người bát tỷ ta đến tìm tỷ thế nhưng anh ta lại không thấy ai đi một vòng tìm cũng không thấy gì bỗng nhiên có tiếng gọi ơ ờ, người đâu rồi anh ta đi về hướng có tiếng người nói thì bất chợt có một cái bình lan ra đụng trúng chân của anh ta anh ta ngồi xuống kiểm tra thì hoang mang thật là cả sân toàn là mùi rượu bát tỷ đã uống bao nhiêu rồi đột nhiên có một bàn chân chan trắng mịn đang nâng cảm anh ta lên trong khi anh ta chưa kịp hiểu chuyện gì hóa ra là một cô nàng xinh đẹp đang ngồi trên cành cây nhìn diệp huyền mà nói tiểu thúc sao ngươi lại đến đây với tư thế này cô nàng đang ngồi trên cao với một chiếc váy ngắn cuốn cỡn còn anh ta thì đang ngồi phía dưới nhìn lên cái gì cần thấy thì anh ta cũng đã thấy anh ta thầm nghĩ địch bà nó đây có thể nhìn miễn phí sao chắc xịt luôn cả máu mũi lấy lại bình tĩnh mặt anh ta đã đỏ bừng lên anh ta liền nâng niu bàn chân của cô nàng mà hỏi bát tỷ dựa nhiều hại thân sao lại uống nhiều thế cô nàng liền trả lời đương nhiên là cô nàng rút chân lại vừa bay xuống vừa nói là vì ngươi đó ngươi hồi sinh linh căn bát tỷ có thể được cứu rồi cho nên ta vui anh ta ngây ngô hỏi lại bát tỷ nói cái gì vậy hình như linh căn của ta ngoài để tu luyện ra thì còn có công dụng khác sao lúc này có lẽ do đã uống say nên cô nàng đã bay vào lòng ngồi trên đùi của anh ta âu yếm mà nói ngươi không biết đâu ta đường đường là nữ quân của thanh khâu vậy mà tử cung của ta lại mang một chất độc hiếm thấy chỉ khi nào tìm được nam tử đệm lôi nhi sinh song phương tu luyện cho đến khi đồng đẳng tu vi rồi hợp thể xong tu phương mới có thể giải độc vậy nên ta đã gả cho bát sư huynh kinh lôi của ngươi nhưng ai mà nghĩ được vẫn còn chưa bái xong thiên địa thì hắn đã chết trận rồi cô nàng buồn bã mà nói tiếp ta còn tưởng bản thân mình không thể cứu được nữa nhưng ngươi đệm kinh lôi mà đến vậy nên ta tiếp tục ở lại kiếm tiên tông bây giờ ngươi lại hồi phục linh căn rồi vậy thì sau này bát tỷ có thể trông chờ vào ngươi rồi anh ta nhìn bát tỷ mà thầm nói chẳng trách 10 năm nay bát tỷ vẫn luôn buồn bã không vui thì ra còn có ẩn tình như vậy anh ta mềm lòng nhìn cô nàng đang vuốt ve khuôn mặt của mình một cách chiều mến mà hỏi vậy cần ta làm thế nào nhẹ nhàng cô ta trả lời song tù nghe đến đây anh ta ngạc nhiên há hóc mồm mặt thì đỏ rực lên thêm cô nàng lúc này có vẻ như đang vui nên nói tiếp Ừm hướng. Nội trong vòng 10 năm, tu vi của ngươi tăng lên cùng bậc với ta, là sẽ có thể xong tu giải độc." Anh ta hơi ngơ ngác nên hỏi lại. "Từ từ, trong vòng 10 năm, đồng bậc với tỷ ư? Nếu ta nhớ không nhầm, bây giờ bát tỷ ít nhất cũng là nguyên anh nhỉ?" "Đúng, ta đã hết sức áp chết tu vi rồi. Vậy nên, bây giờ mới đến nguyên anh trung phẩm." Và rồi cô ta lại lo lắng, rồi chợt bật khóc. "Bát tỷ biết, khó ai có thể rèn luyện đến nguyên anh trong vòng 10 năm. Đừng nói là đế thích thiên." ngay cả tiên giới chúng ta cũng không ai có thể làm được nhưng bây giờ ngoài ngươi ra ta không thể trông mong ai hết gần đây chất độc càng ngày càng phát ra nhiều hơn mỗi lần như vậy ta đều đau tới mức không muốn sống nữa bát tỷ đừng khóc ta đồng ý với tỷ trong 10 năm ta chắc chắn sẽ lên nguyên anh tới lúc đó ta có thể song tu cùng tỷ rồi giải độc cô nàng cảm động ôm lấy anh ta rồi nói diệp hiền ta sẽ đợi người nhưng bất ngờ thay bây giờ bát tỷ muốn nghiệm hàng trước cô ta liền đè diệp huyền xuống dưới thân mình mà nói nhanh cho ta xem linh căn mới của ngươi vì quá bất ngờ anh ta chỉ kịp la lên đệt bà nó bát tỷ thế nhưng cô ta không chịu buông tha cứ sờ soạng lung tung xong rồi nói cái cái này cũng to quá rồi đi hơn nữ còn là thiên đạo linh căn trí thuần trí dương anh ta rên rỉ thừa thào nói ưm um, bát tỷ mau buông tay ra ta không chịu nổi cô ta lại bảo như này thì ta yên tâm rồi hẹn ước 10 năm bát tỷ đợi ngươi Vừa nói xong, cô ra lăn ra ngủ luôn, trong sự kinh ngạc của Diệp Huyền. Chắc có lẽ là do rượu đã thấm vào người cô ta, nên đã xe mất rồi. Anh ta tức điên mà quát, địch mẹ nó, xe đúng lúc quá nhỉ. Ta vẫn còn chưa kịp hỏi về tổ long hoàng cốt mà. Anh ta chuẩn bị bế cô lên, thì bỗng nhiên cô lại nửa say nửa tỉnh mà kêu. Cái gì? Đại hoàng cô, cho ta, đem mồi nhắm đến à. Anh ta mỉm cười và nhìn bát tỉ trên tay. cha vẫn còn nghĩ đến mồi nhắm nữa đấy. Nhưng bình thường có một hạt đậu phộng, thì tỷ cũng không say đến mức này đâu. Anh ta liền đặt cô nàng nằm xuống, cho cô ta ngủ rồi định rời đi. Nhưng bất chợt lại nghe cô ta nói trong cơn say. Tổ, tổ long hoàn cốt là bảo vật tiên giới. Hấp thụ có thể tái tạo căn cốt. Nghe vậy, anh ta lại có suy tính nghĩ. Tái tạo căn cốt sao? Anh ta liền rời đi nên không biết có nghe được những lời cô lại tiếp tục nói hay không. Không nên tùy tiện hấp thụ. Nếu không, sẽ phá hủy tĩnh mạch. Chuyển cảnh. Ba ngày sau, sắp khởi động thí luyện Trung Nam Cảnh Huyền trung nam cảnh huyền là một trong ba thánh địa lớn của tông môn tốc độ vòng chảy thời gian ở bên trong chỉ bằng một phần tư thế giới bên ngoài thực là tu luyện tiên cảnh vào lúc này tất cả các đệ tử từ ngoại môn đều nội môn đều tập trung đầy đủ mọi người cùng nhau bàn luận có người bảo tôi nghe nói khởi động huyền cảnh lần này tông môn tiêu hao vô số linh thạch thật là hao tốn vốn gốc nên phải bước vào tuyển tập công pháp cho tốt lại có người khác nói vũ văn Chí sư huynh lần này thí luyện trung nam huyền cảnh huynh là đại diện cho ngoại tông vậy thì huynh đã nhắm vào bậc nào có người trả lời phí lời đương nhiên là sung thiên giai tầng rồi sư huynh ta là cháu trai ruột của vũ văn cập trưởng lão trời sinh song linh căn từ nhỏ đã được linh bảo uy đại năm năm thì đã buộc vào luyện khí kỳ hạng nhất ngoài hắn ra thì còn ai nữa người khác lại ngưỡng mộ năm năm đã đến luyện khí thượng phẩm thật là quái vật mà vũ văn trí lại bảo trong trung nam huyền cảnh có tổng cộng là bốn tầng lớp là thiên địa huyền hoàng trong đó công pháp tầng thiên là khó nhất với thân phận và địa vị của ta đương nhiên chỉ có thiên tầng công pháp mới xứng với ta hắn ta liếc mắt nhìn sang những người y đệ tử nội môn rồi nói thêm nếu có ai ngáng đường ta thì đừng trách ta thủ đoạn vô tình có người của đệ tử nội môn lại nói đây mà là nơi cái gì rõ ràng là đang nhắm vào nội môn của chúng ta người khác lại khuyên xịt nói nhỏ thôi hắn ta tu vi cao cường còn có vũ văn cập là chỗ dựa chúng ta có thể có cách gì hắn ta có vẻ đang vui khi nghe bọn họ nói những lời này đột nhiên cô người lên tiếng thủ tọa trưởng lão ư ta xem như một con chim hắn ta nghe thấy thì ngỡ ngàng đưa mắt nhìn xung quanh là kẻ nào lại dám sỉ nhục thúc thúc của ta người đó liền nói đại gia ta đang ở trên đầu nguyên này hắn ta ngước mắt nhìn lên ngạc nhiên diệp huyền hóa ra là diệp huyền và nhị trưởng lão đang đứng trên thanh kiếm bay đến chỗ bọn họ hắn ta tức tối nghiến răng nghiến lợi nhưng không làm được gì mấy tên ngoại môn rụt rè nói xong rồi xong rồi chỗ dựa cứng hơn đến rồi vừa đáp xuống đất diệp huyền liền nói Vũ Văn Chí, ngươi đang ra vẻ như tiên nhân đời thứ hai mà ép người đấy à, cùng là đệ tử tông môn. Ngươi dựa vào cái gì mà uy hiếp người của nội môn? Cùng với đó là hành động giơ ngón tay giữa lên của Diệp Huyền. Vũ Văn Chí liền tức tối quát lại, "Diệp Huyền, tên phế vật nhà ngươi, tốt nhất là ăn nói lễ độ một chút, bằng không thì hậu quả ngươi tự chịu." Nghe hai từ hậu quả, đôi mắt của Diệp Huyền như muốn giết người. Không nói không rằng, anh ta đấm vào mặt Vũ Văn Chí một phát khiến cho hắn ta bị thổ huyết. Trong thấy vũ văn trí bị đánh bay 8 mét các đệ tử ngoại môn đều kinh ngạc thốt lên cái gì cơ diệp huyền lại khiêu khích ta không những không lễ độ mà còn muốn vào vào cái bản mặt của ngươi nữa nè giờ ta có hậu quả gì hãy phô diễn ta xem xem anh ta lại gần lấy tay vỗ vỗ vào mặt hắn ta mà nói về sau bớt nói về tên thúc thúc vô dụng của ngươi lại môn hạ đồ đệ vũ văn bá của hắn đã bị ta giết chết rồi ngươi thấy hắn có quan tâm gì không kiếm tiên tông có quy tắc của kiếm tiên tông nếu ta còn bắt gặp được ngươi chèn ép đồng môn vậy thì đừng trách sư thúc đây ra tay không lưu tình vũ văn trí chỉ đành nhân răng mà ôm cục tức vào trong hắn ta không thể làm được gì những đệ tử nội môn thì phấn khích hay lắm người lại giơ tay lên mà tự hào tiểu sư thúc bá đạo quá tên vũ văn trí đó còn không cho chúng ta tranh giành với hắn dựa vào cái gì chứ kiếm tiên tông cũng không phải là nhà của hắn nhị trưởng lão giờ cũng lên tiếng được rồi cũng sắp đến lúc rồi để ta tuyên bố một số quy định thí luyện lần này không được tranh giành như nếu chạm đến giới hạn mà giết chết đồng môn sẽ lập tức bị đuổi khỏi tông môn nhưng nếu gặp phải nguy hiểm thì trực tiếp phá vỡ ngọc giản để truyền tin rồi trở về là được ngoài ra trong huyền cảnh mỗi một công pháp đều có cấm chế phải khiêu chiến với công pháp mới có được công pháp vì thế các ngươi phải lượng sức mình mà làm nếu không thì sẽ chết rõ chưa rõ rồi các đệ tử đồng thanh kêu lên xong xuôi nhị trưởng lão liền giơ tay về phía trước thi triển pháp thuật một ảo cảnh trước mặt hiện ra ngay sau đó nhị trưởng lão lên tiếng bây giờ các ngươi có thể vào trong rồi mọi người lần lượt tiến vào còn lại Diệp Huyền đến đây nhị trưởng lão bí mật nhét vào tay của Diệp Huyền một vật Diệp Huyền ta cùng các tỷ muội đã chuẩn bị cho ngươi một ít đan dược linh thạch tất cả đều ở trong cái nhẫn này tư chất của tên Vũ Văn Chí kia rất tốt luyện khí thượng phẩm lại có nhiều người giúp sức ngươi phải thật cẩn thận Diệp Huyền đang xúc động vẫn là các tỷ tỷ thương ta nhất nhị tỷ yên tâm ta nhất định sẽ toàn vẹn trở về ngay khi Diệp Huyền bước vào Huyền Cảnh tên Vũ Văn Chí đang ở phía sau nhìn theo anh ta với ánh mắt đầy mưu mô sau khi đặt chân tới huyền cảnh diệp huyền nhìn xung quanh lại ngơ ngác thì ra đây chính là trung nam huyền cảnh tu luyện bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên ta đến đây chưa kịp định hình lại bỗng nhiên có người gọi tên diệp huyền cuối cùng cũng tìm được ngươi cả đám người của vũ văn trí đang chờ phục kích diệp huyền trong khi đó anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì quay đầu nhìn lại anh ta mỉm cười rồi nói ôi mấy bé lần này hiểu lễ độ rồi đó à ở đây cung anh tiểu sư thúc sao vũ văn trí liền nói sư thúc cái rắm ngươi là đồ phế vật bám váy đàn bà bây giờ ở đây không có ai che chở cho ngươi ngươi chạy không nổi đâu tên đi cùng cũng nói hùa theo vũ văn bá bị hết giết chết mọi người cùng nhau xông lên đánh chết hắn tên khác cũng nói thêm trước hết phải chặt đứt cái chân chó của hắn để hắn không bỏ chạy được diệp huyền vừa suy nghĩ vừa tưởng tượng cảnh gà con bị săn mồi không ngờ vừa vào đây thôi đã bị bao vây rồi một mình một đoạn thể đấu với bao nhiêu tên luyện khí như kia đúng thật có hơi nguy hiểm nhưng mà chống địch phải có sách lược khi thế thượng thủ tiên thì không thể thua và thế là diệp huyền liền nói các cháu trai nói linh tinh cái gì thế ta đường đường là tiểu sư thúc còn cần người khác che chở sao bớt nói rong dài lại đi sau đó vũ văn trí tay cầm lục âm ngọc giản hắn ta nói tiếp nếu ngươi muốn chết một cách thoải mái thì hãy mâu nói thật đi vì sao ngươi lại khôi phục được linh căn có phải có điều gì đó ám muội với nam cung chiếu không nếu như không nói thật thì sự đau khổ đang chờ đợi ngươi đấy diệp huyền lại nghĩ thầm đại tỷ sao thì ra hắn đánh vào tâm trí bằng cái này bọn chúng hùa theo mà nói đúng thế ngươi mau nói đi có phải là ngươi đã lăn trên giường của nam cung chiếu không thêm tên nữa cũng nói nay phế vật ta cũng không muốn phấn đấu đâu ngươi có thể tiến cử ta với trưởng môn được không ta sống rất tốt nghe được những lời này diệp huyền liền nghĩ ngay đến đại tỷ đại tỷ thân là trưởng môn mặc dù tu vi kinh thiên động địa nhưng dù sao cũng là nữ nhân mấy lời bịa đặt sẽ gây sát thương rất lớn một khi danh tiếng của đại tỷ chịu tổn hại chức vị trưởng môn tất sẽ không vững đây nhất định là mưu kế của vũ văn cập vừa hay hệ thống lại có nhiệm vụ ngay lúc này nhiệm vụ ngẫu nhiên trí thân đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng dư luận điều một là quỳ xuống gọi hắn ta là ngài lấy biệt hiệu là chiếc túi để chút giận cơ duyên trừ một còn điều hai là dạy hắn ta làm người giết chết vũ văn trí và những người khác sẽ đạt được một cái thiên tiên bát quái kính chú thích thêm thiên tiên bát quái kính là bảo vật ngọc cấp trung phẩm đã bị mất một nửa nhưng nếu timdurc một nửa uy lực sẽ tăng lên xem xong diệp huyền liền bảo đây mà còn cần phải chọn à anh ta liền ngoắc ngoắc tay ra ám hiệu cho vũ văn bá ồ nếu muốn nghe bát quái thì ngươi đi qua đây hắn ta vừa bước lại vừa nói xem như ngươi biết điều khai rõ ra cho ta biết đâu ta sẽ lại tha cho ngươi một mạng hắn ta vừa tới gần diệp huyền lại nói thì ra là như thế này diệp huyền liền đấm cho một phát kế tiếp là lên gối vào mặt hắn ta khiến cho hắn bị chảy máu mũi chưa dừng lại ở đó anh ta điên cuồng vừa nắm tóc vừa bảo các ngươi muốn nghe tin đồn về ta với các tỷ tỷ lắm đúng không đến đây để ta nói cho ngươi biết thế là diệp huyền dùng tay mà bẻ gãy mấy cái răng của hắn ta trong khi hắn ta bị đánh đập khuôn mặt bị biến dạng nhìn không ra hắn thì đám người đi theo chỉ biết kinh ngạc đứng nhìn tức tối hắn liền quát các ngươi chết cả rồi à sao còn chưa xông lên lúc này hắn ta vẫn còn trong tay của diệp huyền thấy đám người kia có ý định xông lên diệp huyền liền đá hắn ta một cước về phía bọn họ giống như đang đá trái banh đám người đi cùng liền đỡ lấy hắn ta thấy vậy Diệp Huyền vừa bỏ đi vừa cười nói. Ha 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 ha, tạm biệt mấy thằng ngốc, sau này gặp lần nào, ta sẽ đánh lần đó. Vũ Văn Chí thấy Diệp Huyền bỏ đi mà không thể làm được gì. Hắn ta vô cùng tức giận mà gào thét. Một lũ lợn ngu, giết hắn, giết chết hắn cho ta. Về phần Diệp Huyền, sau khi rời đi, anh ta vừa đi vừa nghĩ. Cho dù tư chất của mình nghịch thiên, nhưng cũng khó chống lại được đánh hội đồng. Trước hết, phải tìm một nơi để trốn đã. Anh ta liền nhớ lại. Trong huyền cảnh này ẩn giấu không ít công pháp và mỗi công pháp đều có thế giới cấm chế riêng chỉ cho phép một người vào thí luyện bất chợt anh ta trông thấy một luồng linh khí có vòng xoáy tiến lại gần xem thử diệp huyền háo hức bảo rằng tìm thấy rồi chính là nó trong lúc anh ta đang định tiến vào bất chợt từ phía sau vũ văn trí đã đuổi theo hắn ta liền thi triển năng lực lên thanh kiếm của hắn rồi nói ngươi đã luyện khí bất nhập rồi vậy mà còn dám đánh úp ta mau đi chết đi vừa nói hắn ta vừa phóng thẳng thanh kiếm về phía diệp huyền chỉ cần một tí nữa thôi diệp huyền đã vào được cấm chế anh ta liền nói thiếu chút nữa thì ngờ đâu thanh kiếm đã đâm xuyên vào người anh ta mặc cho thanh kiếm đang ở trên người thế nhưng anh ta vẫn cố gắng để tiến vào cấm chế nhưng vì bị tấn công bất ngờ thêm phần bị thương nặng loạn trọng anh ta đã làm rơi ngọc giản vũ văn trí sau khi thấy diệp huyền thành công tiến vào cấm chế thì lại lên cơn mẹ kiếp đồ khốn ngư trường kiếm của ta vẫn ở trên người hắn chết đến nơi rồi mà vẫn còn cướp bảo bối của ta bất chợt tên đi theo hắn ta nhặt được ngọc sản liền kêu lên sư huynh nhìn xem tên phế vật kia làm rơi ngọc giản truyền tống rồi nghe thấy vậy hắn ta liền vui trở lại ha ha không có ngọc giản thì hắn sẽ không ra được chúng ta chỉ việc phòng thủ ở đây để bắt rùa trong chung chuyển cảnh trong thế giới cầm chế vừa bước chân vào được bên trong nơi này trông giống như sa mạc hoang vu diệp huyền ngã quỵ xuống máu chảy dài dài sau đó anh ta liền đưa tay ra phía sau cầm lấy đầu kiếm nhằm để rút thanh kiếm ra sau khi rút được thanh kiếm ra cầm nó trên tay anh ta liền cười ha 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 vũ văn trí hôm nay ngươi không giết ta tương lai ta sẽ báo thủ dường như anh ta phát hiện ra điều gì đó anh ta kinh ngạc mà hét lên vãi trưởng cái gì đấy cấm chế đang khiêu chiến sao một con voi mà mút có sừng rồng hóa ra là thập tam long trượng sẵn có kiếm trong tay anh ta liền giao chiến với nó nhưng hình như không thấm vào đâu đối với nó địch ba nó ra gì mà dày thế ngay cả ngư trường kiếm cũng không chém được hệ thống đâu rồi còn không mau ra đi thế nhưng khi cô nàng hệ thống xuất hiện anh ta liền bỏ chạy mặc cho cô ta đối phó với con voi kia cô ta liền quát mắng xem ra cái mạng chó của ngươi tốt đấy tùy tiện trốn cái trốn luôn vào trong công pháp thiên giai thượng phẩm này còn đụng phải cấm chế khiêu chiến mạnh như này nữa diệp huyền mồ hôi nhễ nhãi mà nói chứ không phải chúng ta vẫn đang ở hoàng giai tầng cấp thấp nhất sao sao lại có thiên giai công pháp mà thôi bây giờ cũng không có thời gian để tranh cãi về việc này cô có biện pháp gì để đánh con voi ma mút này không bảng hệ thống hiện ra anh ta trốn vào một chỗ để ngồi xem. Thập Tam Long Tượng Công, Thiên giai hạ phẩm công pháp. Tu luyện đến đỉnh cấp, tương đương với sức mạnh của Thập Tam đầu Long Tượng, tu luyện đoạn thể kỳ kết quả tốt nhất. Chú thích: Thần thú Long Tượng canh giữ, sức mạnh tương đương với luyện khí đỉnh phong, tính công kích cực mạnh, xin ký chủ chuẩn bị thật tốt. Xem xong, anh ta lại suy ngẫm, có thể hệ thống sẽ không trực tiếp cho mình biện pháp, nhưng những cơ sở dữ liệu này mình có thể tham khảo xem sao. Thần thú canh giữ sức mạnh tương đương với luyện khí đỉnh cao ư? Nếu như mình có thể khiêu chiến thành công, vậy thì đánh bại Vũ Văn Chí luyện khí thượng phẩm chắc cũng không thành vấn đề. Và rồi anh ta lại mỉm cười khi nghĩ tới cảnh, tên Đần Vũ Văn Chí nhất định sẽ đần mặt ở bên ngoài chờ mình ra. Thời gian trôi qua bên trong cấm chế chậm hơn 10 lần so với bên ngoài. Điều đó có nghĩa là mình có thời gian luyện tập gấp 10 lần so với bọn họ. Đợi đến lúc mình ra ngoài rồi, chẳng phải sẽ cho tên tiểu tử kia một niềm vui bất ngờ sao? Các ngươi hãy tắm rửa sạch sẽ nằm cho giáo nước rồi đợi ra đi. Rồi anh ta chợt nhớ tới con voi kia liền xoay đầu quay ra ngóng xem tình hình anh ta thầm nghĩ nhưng bây giờ phải đánh bại thập tam tượng vương cái đã đoạn thể là phương pháp thăng cấp nhanh nhất rồi sau đó anh ta liền nói với cô nàng hệ thống rằng anh ta muốn hấp thụ tổ long hoàn cốt vậy là anh ta đang hấp thụ trong quá trình hấp thụ gương mặt của anh ta hình như có những sợi máu nổi lên khắp người thế nhưng nó trông rất khó chịu nên anh ta dặn lòng sắp hấp thụ xong rồi ta nhất định phải kiên trì tới cùng và rồi anh ta cũng phải hét lên hự hự tại sao gân cốt của mình đau tới mức như sắp vỡ vụn hết ra những luồn linh khí bao vây anh ta anh ta đau đớn cầu cáo cuối cùng anh ta cũng bị thổ huyết đôi mắt trợn to lên nhìn vào khâu chung như không tin đây là sự thật Trong thấy anh ta nằm gục cô nàng hệ thống đứng khoanh tay mà nói xem ra tên ngốc này không qua được tẩy kinh phạt tủy rồi mình phải tìm một ký chủ mới đây dù cho không còn chút sức lực nhưng diệp huyền vẫn luôn cố gắng anh ta nắm chặt tay lại không không được ta vừa mới hồi sinh linh căn các tỷ tỷ vẫn còn cần ta anh ta từ từ ngồi dậy và tự nhủ ta sẽ tiếp tục kiên trì ta nhất định phải mạnh hơn sau khi trải qua sự cố chết đi sống lại cộng với sự kiên trì khi hình ảnh một con rồng vàng xuất hiện bay lượn khắp người anh ta cứ thế anh ta từ từ hấp thụ những linh khí được tỏa ra từ con rồng cô nàng hệ thống cũng phải ngỡ ngàng ngươi vậy mà cũng chịu đựng được thật không tệ cô ta cũng thầm nghĩ vào một ngày không xa nói không chừng hắn thực sự có thể làm được thành quả không thua kém gì tiền bối sau khi hấp thụ hoàn toàn cánh tay phải anh ta xuất hiện những vảy rồng. Anh ta liền nghĩ, cuối cùng cũng thành công rồi. Nhìn vào cánh tay phải, anh vui mừng mà nói. Xem ra lần hấp thụ này là ở xương ức bên phải. Không biết lần sau sẽ là bộ phận nào đây. Ta cũng có chút mong chờ đấy. Hệ thống, bây giờ ta ở cấp bậc gì rồi? Bảng hệ thống hiện ra, cường độ thể lực level 3. Cường thân cảnh, tu vi đoạn thể kỳ. Xem xong, anh ta cảm thấy hay. Dù tu vi của mình không cao, nhưng cường độ thể lực của mình đã vượt xa luyện khí kỳ rồi bây giờ ta chắc là có thể đấu với thập tam long trượng được rồi một lúc sau đó diệp huyền quay lại chỗ con voi kia trông thấy nó đang nằm anh ta bước lại xem nó vẫn còn đang ngủ ư lúc này ta không tập kích bất ngờ thì đợi đến bao giờ xem ta đây không hiểu chuyện gì xảy ra mà anh ta ném thanh kiếm định bỏ chạy rồi hét lên trời ơi thế nhưng khi nhìn lại thì có một cô bé ôm lấy chân anh ta anh ta liền cầm cô bé trên tay nhìn kỹ rồi nói này là cái gì đây không phải ở trong cấm chế chỉ có thần thú canh giữ thôi à vậy thì con nít danh này ở đâu ra đây cô bé hoảng loạn kêu la tiên bảo thơm thơm chiêu chiêu muốn ăn tiên bảo anh lại đưa cô bé lại sát mặt mình rồi bảo ngươi nhìn kỹ lại xem lão tử là người chứ không phải là tiên bảo hừng khuôn mặt cô bé như đang tức giận cô bé liền chọc gẹo cầu cấu trên mặt anh ta chiêu chiêu nhìn rồi ngươi là tiên bảo ta muốn ta muốn ăn tiên bảo bực dọc anh ta quát đừng có chọc vào mắt ta không nhìn thấy gì hết hai người rằng co qua lại thế là cả hai đều bị ngã xuống càng bất ngờ hơn nữa đó là cả hai ngã lên người của con voi kia khiến cho nó đang ngủ bỗng nhiên giật mình thức giấc nó từ từ trở mình đứng lên làm cho diệp huyền và cô bé đó té xuống đất thêm một lần nữa anh ta hốt hoảng mà bảo long tượng bị va vào nên tỉnh lại rồi chạy mau thôi cô bé lập tức ôm lấy đầu của diệp huyền mà theo anh ta bỏ chạy cô nàng hệ thống trông thấy cô bé thì liền nói khí vận được đó ngay cả tinh linh ở trong huyền cảnh mà ngươi cũng nhặt được diệp huyền vừa chạy mệt vừa bị cô bé hành hạ trên đầu mình anh ta nói trong bực dọc tinh linh huyền cảnh rồi sao cái thứ này còn tham ăn hơn cả lợn nữa có mà là quỷ đói thì có cô bé lại giận dỗi ngươi mới là lợn đó chiêu chiêu là tinh linh chiêu chiêu muốn ăn tiên bảo tới đây hệ thống mới giải thích thêm diệp huyền thì lại ôm lấy cô bé mà ngồi nghe cô bé đó là tinh linh được sinh ra trong trung nam huyền cảnh có kết nối huyết mạch với huyền cảnh vạn năm chỉ có một con nhưng khi hết tuổi thọ thì ngoại hình trí lực võ lực của cô ấy sẽ suy yếu như một đứa trẻ chắc là do cô ấy nhìn thấy ngươi hấp thụ tổ long hoàng cốt cho rằng trên người ngươi có tiên bảo nên mới dính lấy ngươi thực ra tiên bảo mà cô ấy muốn tìm chắc là hồi xuân quả chỉ cần ăn vào lập tức sẽ có thể khiến cho cô ấy hồi phục tuổi thanh xuân cũng có thể hiểu là cải lão hoàn đồng diệp huyền lại thêm thắc mắc hồi xuân quả ư cái đó tìm ở đâu cô nàng hệ thống liền bảo ở trong cửa hàng bách của hệ thống có đó diệp huyền lại ngơ ngác hỏi lại hệ thống các người có cửa hàng bách hóa từ lúc nào thế cô nàng chỉ vào bảng hệ thống mà nói nhìn màn hình hiển thị hình ảnh hồi xuân quả cô nàng nói thêm đấy lúc nào cũng có mà chỉ là vì ngươi không có điểm cống hiến vì thế nên không có mở chỉ cần sau này ngươi có thể gửi thủ cấp hoặc những vật có giá trị khác cho hệ thống thì có thể nhận được điểm cống hiến và cũng chính nhờ điểm cống hiến này sẽ được đổi lấy vật phẩm anh ta nhìn thấy hồi xuân quả cần phải có 30 điểm cống hiến nên liền hỏi 30 điểm cống hiến là khoảng bao nhiêu thủ cấp theo như ta tính toán sơ qua nếu giết vũ văn trí cùng với nhóm của hắn cũng chưa chắc đủ anh ta cảm thấy khó chịu trong người hả khó được điểm thế sao anh ta bế cô bé ôm vào lòng mà nghĩ thầm vì một cô bé tham ăn như này cảm thấy có hơi không đáng thế nhưng khi anh ta thấy cô bé đang nhìn mình mà còn gọi ca ca anh ta không thể kìm lòng được nên đã thầm nói á à đù đáng yêu quá đi 30 thì 30, vì cứu vớt lơ lít, ông đây sẽ làm. Thế là anh ta vội đặt cô bé xuống và bảo rằng, tiểu chiêu ngươi ngoan ngoãn ở đây đợi ca ca một chút ca ca giết xong đại tượng rồi sẽ đưa ngươi đi tìm tiên bảo được không cô bé nghe nhắc đến chú voi liền nói đại tượng dù nói không rõ ràng thế nhưng cô bé cũng cố gắng nói đại tượng ồ bụng bụng và cô bé cũng lấy hai tay chỉ vào bụng của mình sau đó cô bé cô bé tiếp tục lấy ngón tay ấn vào bụng rồi bảo là chết rồi sau cùng là cô bé trợn mắt le lưỡi như ám chỉ là chết diệp huyền hình như cũng suy đoán ra được ý của cô bé nên liền nói không lẽ ý của tiểu chiêu là điểm yếu của thập tam long tượng nằm ở phần bụng biết được thêm thông tin này anh ta liền đi trong sự phấn khởi được vậy thì ra đi đây cô bé cũng gieo hò ca ca cố lên trước mắt diệp huyền bây giờ không phải một mà là nhiều con voi to lớn khổng lồ đang háo hức muốn lấy mạng anh ta diệp huyền vẫn bình tĩnh mà khiêu khích khi anh ta đưa ngón tay giữa ngóc ngoắc và nói ngươi đến đây nào một chú voi liền tiến tới giơ cao cái chân nó lên nhằm dẫm chết diệp huyền anh ta liền né kịp và chui tọt đứng dưới dạ bụng của chú voi hồi hộp thầm nói thật không ngờ mấy tư thế chấm công ngày trước giờ thấy cũng có ích nhỉ chính là lúc này đây anh ta liền thi triển công pháp tổ long hoàn cốt sau đó dùng thanh kiếm để tấn công phần bụng của con voi ma mút này anh ta chém lên hoàn cước chỉ trong chốc lát thập tam long tượng đã gục xuống tại chỗ bảng hệ thống hiện ra chúc mừng ký chủ đã nhận được thiên giai hạ phẩm công pháp thập tam long tượng công Công pháp này là công pháp tu luyện đoạn thể đến đỉnh cao, có thể sử dụng thần lực của thập tam long tượng. Anh ta cầm lấy công pháp rồi bảo, "Vẫn khí được đấy, đánh bừa mà chúng lấy được thiên giai công pháp." Chỉ cầm trong tay thôi mà đã cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh liệt, không biết sẽ mạnh đến mức nào. Đang vui sướng anh ta nghe được tiếng gọi của cô bé Tiểu Chiêu từ xa. "Ca ca." Tiểu Chiêu lao nhanh về phía anh ta và nói, "Tiên bảo." "Muốn Tiên bảo?" Bế lấy cô bé trên tay, Diệp Huyền nhẹ nhàng nói, "Chiêu Chiêu ngoan." đợi ca ca tích lũy đủ đầu người rồi sẽ đổi tiên bảo cho người được cô bé hồn nhiên trả lời giờ đây anh ta thầm nghĩ chắc đám rùa rụt cổ vũ văn trí cũng đã đợi đến mất kiên nhẫn rồi nhỉ he he chuyển cảnh bên ngoài cấm chế đám người vũ văn trí vẫn đang còn chờ đợi một tên trong số đó lên tiếng mẹ kiếp sao tên phế vật diệp huyền kia vẫn chưa ra hắn ta ở cữ luôn ở trong đó rồi à tên khác lại thắc mắc đã ba ngày trôi qua có khi nào hắn ta chạy rồi không Vũ Văn Chí khoanh tay đứng cười, "Yên tâm đi, ngọc giản của hắn vẫn còn ở trong tay ta, không chạy được đâu." Tên khác lại lo lắng, "Nhưng cứ nếu tiếp tục đợi như này, sẽ trì hoãn việc lựa chọn công pháp của mọi người." Vũ Văn Chí nghe thấy vậy, hắn ta liền thầm mưu tính, quả thực không thể tiếp tục đợi như này được nữa, ta phải dành nhiều thời gian hơn để đi chọn công pháp. Nhưng phía tên Diệp Huyền kia cũng không thể sơ suất được, thế là hắn ta mỉm cười gian xảo mà nói, "Các vị, thay vì mọi người đều tốn thời gian ở đây, chi bằng để ta đi trước một bước chọn công pháp các vị tiếp tục canh giữ ở đây chờ bắt lấy diệp huyền đợi sau khi ta bẩm rõ sự tình với thúc thúc lấy huyền giai phẩm để bù đắp cho mọi người thấy thế nào các tên đi theo lúc này cũng đang bức xúc chỉ huyền giai công pháp thôi sao dựa vào thực lực của chúng ta tự mình đi chọn cũng có thể tìm được cái tốt hơn nhưng cũng có người đồng ý ta bằng lòng nghe theo vũ văn sư huynh chúng ta cũng vậy được vậy ở đây trông cậy vào các vị nói xong hắn ta liền phi thẳng mà đi Đám người ở lại tự động viên nhau. Các huynh đệ, lấy lại tinh thần nào, chỉ cần Diệp Huyền xuất hiện, chúng ta sẽ giết chết hắn. Được thôi. Và lúc này Diệp Huyền cũng trở ra cùng với Tiểu Chiêu. Các cháu trai ngoan, sư thúc đến rồi đây. Tiểu Chiêu cũng máu lửa không kém mà kêu. Xông lên, xông lên. Vừa dứt lời, bất ngờ Diệp Huyền tập kích từ phía sau. Chỉ một đao đi ngang qua cũng đủ để hai tên ngoại môn kia chết thảm. Vừa hay hệ thống có thông báo, chúc mừng chủ nhân đã chặt đầu hai người luyện khí hạ phẩm điểm công hiến là 4. Giết xong hai người, anh ta liền bay đi và lại nghĩ. Tuyệt quá. Sau khi thăng cấp thì những tên luyện khí hạ phẩm vốn không đủ thỏa mãn mà ha ha ha. Trông thấy huynh đệ bị Diệp Huyền giết bất ngờ còn bỏ chạy. Những tên kia liền quát. Diệp Huyền, ngươi lại chơi bẩn, các huynh đệ, xông lên giết chết hắn. Đừng chạy. Khi nhìn thấy Diệp Huyền lại sắp bước vào cấm chế tiếp theo, tên kia liền nói. Không hay rồi, hắn ta sắp trốn vào cấp bậc Huyền. Chú thích thêm, Huyền cảnh thí luyện phân làm 4 cấp bậc, thiên địa huyền hoàng độ khó giảm dần muốn bước vào cấp bậc huyền tu vi cần đạt được ít nhất phải là luyện khí thượng phẩm đến đây đám người ngoại môn chợt nhớ ra liền kêu lên a ah, đợi đã có nhiều huynh đệ tu vi không đủ không thể vào được trong đó tên khác đuổi theo mà nói ta mặc kệ bọn họ bắt diệp huyền quan trọng hơn trong khi đó diệp huyền vừa bay vừa huýt sáo ý ra ý ra lại có tên kêu lên con rùa rụt cổ diệp huyền ơi ngươi chỉ biết chạy trốn có gan thì đứng lại thế là diệp huyền cứ bay lượn bay lượn cho đùa với đám người đó nhưng diệp huyền này rất lạ dường như có bóng đáng của tiểu chiêu trong đó và rồi cánh tay của tiểu chiêu đã hiện ra hóa ra là cô bé tiểu chiêu hóa thân thành diệp huyền để dẫn dụ bọn chúng hu hu chiêu chiêu không giữ được nữa thế là cô bé đã trở lại hình dáng của mình mấy tên ngoại môn trông thấy tiểu chiêu thì vô cùng kinh ngạc đây vốn dĩ không phải là diệp huyền vậy là tiểu chiêu nhanh chóng chạy vụt vào trong cấm chế cấp bậc huyền đến trước cấm chế đám người ngoại môn này thay nhau nói Ta nói này, tu vi của tên phế vật đó, làm sao mà có thể vào cấp bậc huyền được? Tất cả chúng ta đều bị tên hèn đó lừa rồi." Tên khác cũng thấy hoang mang, "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Thêm một tên nữa lên tiếng, "Bây giờ chúng ta nên quay về trước đã. Ta nghi ngờ hắn sẽ chơi xấu các huynh đệ ở cấp bậc địa." Ở một diễn biến khác, Diệp Huyền liên tục nhận được điểm cống hiến qua hệ thống. "Chúc mừng ký chủ chém đầu được hai người luyện khí hạ phẩm. Điểm cống hiến cộng thêm 2. Điểm cống hiến cộng 2. Điểm cống hiến cộng 2." Chúc mừng ký chủ có tổng giá trị công hiến là 16 điểm. Diệp Huyền vui mừng thầm nghĩ, tốt lắm, đã được một nửa rồi, một đội nhiều người ta không đánh được. Nhưng nếu như đánh từng người từng người một thì vẫn rất có hiệu quả đó. Đến đây, anh ta thầm nhớ lại. Tiểu Chiêu, chỉ cần ngươi biến thành dáng vẻ của Kaka, sau đó chạy vào cấp bậc huyền, thì chúng ta sẽ có thể lấy được tiên bảo. Ừ, ừm ưm. Chiêu Chiêu biến hình, chạy. Nhớ đến đây, anh ta liền nhìn những thi thể mà vội kêu cô nàng hệ thống ra xử lý. Linh Nhi, mau ra đây thu thập thi thể nào. Mà, các ngươi thu thập thi thể để làm gì? Luyện thi sao? Cô nàng Linh Nhi liền xuất hiện, cô ta thu nhận xong tặc lưỡi rồi nói. Chỉ có những người thiếu hiểu biết nên mới nghĩ đến luyện thi. Linh lực của những tu sĩ này rất dồi dào nên khi thu thập thi thể sẽ có thể lấy được linh lực của bọn họ. Dùng nó để trợ giúp nâng cấp hệ thống là tốt nhất. Tới đây, Diệp Huyền trông thấy mấy tên đuổi theo khi nãy đã quay trở về. Anh ta liền nói, ừm, quay lại nhanh thật đấy. Sau khi quay về chỗ cũ, mấy tên đó thấy ngạc nhiên, sao lại thế này? sao không còn một ai hết? tên kia lại ngơ ngác, kỳ lạ, vừa rồi vẫn còn thấy bóng người đứng ở đây. chia nhau ra đi tìm xung quanh xem thử, hóa ra là Diệp Huyền đang trốn trên cây. nhân lúc không ai để ý, Diệp Huyền bất ngờ tấn công từ phía sau, hai tay nắm đầu hai tên mà thi triển năng lực. anh ta còn nói, đang tìm bằng hữu à? các cháu trai, vậy thì để sư thúc giúp các người nhé. nói xong, anh ta nắm đầu hai tên cho bọn chúng đụng đầu nhau và thế là đã tiêu diệt thêm hai người đám người kia trông thấy anh ta thì liền nói diệp huyền quả nhiên là ngươi ở đây anh ta liền đáp lại nhanh như vậy mà các ngươi đã quay lại rồi xem ra các ngươi cũng không ngu ngốc tới mức đó những mà tất cả đã muộn rồi tất cả chết hết rồi dù các huynh đệ khác đã bị giết chỉ còn lại vài người thế nhưng bọn chúng cũng không ngần ngại mà tiến lên tấn công ngươi quá phách lối rồi chỉ cần bọn ta giết được ngươi thì không lúc nào là muộn khi tên ngoại môn vừa đưa kiếm vào người diệp huyền anh ta chỉ việc dùng một tay mà đỡ lấy tay của hắn ta khiến hắn phải thốt lên á à, đau quá sau đó anh ta chỉ việc đứng lên cua tay một phát cũng đủ cho bọn chúng ngã sóng xoài tiếp theo anh ta liền rút kiếm mấy tên kia sợ hãi mà nói ngươi ngươi không được giết ta nhị trưởng lão đã nói là không được giết người ngươi muốn bị đuổi khỏi tông môn ư anh ta liền đáp các ngươi cứ yên tâm đi sư thúc làm việc rất chỉn chu thế là bọn chúng lần lượt đều chết dưới thanh kiếm của diệp huyền nhận được thông báo của hệ thống chúc mừng ký chủ đã chém đầu hai người luyện khí trung phẩm bốn người luyện khí hạ phẩm đạt được 14 điểm cống hiến tổng điểm cống hiến đạt được là 30. anh ta vui vẻ ấy ấy đã 30 điểm rồi sao đủ điểm hệ thống lại tiếp tục đưa ra câu hỏi xin hỏi có muốn đổi lấy hồi xuân quả hay không anh ta dứt khoát trả lời đổi đi không thì nha đầu kia sẽ xem ta như que mài răng mất lúc này chiêu chiêu đang đứng dưới chân diệp huyền mà cắn lấy ca ca chiêu chiêu ngửi thấy mùi tiên bảo chiêu chiêu muốn ăn Diệp Huyền nhận được hồi xuân quả liền lấy đưa cho Tiểu Chiêu mờ nói. Được được được, cho người ăn này. Cô bé trông thấy tiên bảo liền cầm nguyên tay của Diệp Huyền mà oàm cả tay lẫn tiên bảo vào miệng. Sau khi ăn xong, đột nhiên có những linh khí từ trong cơ thể cô bé thoát ra, xuất hiện vòng tròn ma pháp. Cơ thể cô bé từ từ thay đổi, khuôn mặt bây giờ có nét của một thiếu nữ, tóc dài ra trông rõ. Cặp bánh bao cũng phát triển to lớn và trắng mịn, đôi chân cũng thon dài. Cuối cùng là một cô gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện trước mặt của Diệp Huyền. Cô ta liền khen lấy anh ta, kk giỏi quá đi cũng từ đây hệ thống lại có thông báo chúc mừng ký chủ đã giải cứu một tinh linh huyền cảnh tới đây mình xin tạm dừng lại phần này ở đây xin mời các đón xem phần tiếp theo trong thời gian sớm nhất nhé